Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp nhận 30 tỷ tốc căn TIN CẦU nha bạn. Để tham gia nhé, hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Mắm xào son này rất. Rồi các bạn son vào kênh Telegram là seller nữa nha các bạn. Rồi các bạn son xong các bạn bấm đập lên. Nhận gấp nữa rồi sau khi quan xuân giúp mình đánh lên câu trả lời đi để, để mình nó chép này người qua người máy rồi các bạn bạn mất đất rồi các bạn đừng đây u sơn em telegram các bạn đang lấy son dao ấy gấp như vậy rồi cái bot tiếp tục các bạn follow twitter nữa các bạn trên Twitter nó thì các bạn theo dõi nha các bạn. Like chỉ dẫn mới giết được game luôn các bạn. Cách lại luôn. Sợ các bạn mà đập lại. Các bạn điền lại username Twitter tất cả các bạn đã follow với nha các bạn. Còn win về 9 là H9. rồi các bạn cho chốt. Tiếp tục các bạn follow Reddit gọi là Captain Edit Inter Ucinem Edit nha mà trên cái đi thì các bạn John sao nè sau khi John giàu bạn nhập, nhập, nhập bài vào bài bạn cục nữa các bạn nhập vào anh và ta mình nữa. rồi các bạn copy cái em mình chỗ này nữa các bạn người bạn sao chép lại rồi các bạn bắt đắp lại cái phòng này nha các bạn này liên phòng này chứ gọi bằng dây vô đây như các bạn. Rồi các bạn gõ Tiếp tục các bạn put comment. Các Rồi tiếp tục các bạn copy chữ Z này giúp mình nha các bạn. Rồi các bạn vào đây các bạn put cái cái nữa nè. Con này chạy trên nền tảng TC10 các bạn. Rồi các bạn like cho nó nữa nha. tên đi lên các bạn gọi các bạn comment lên cái này comment chữ Z rồi các bạn bấm đứt lên này. rồi các bạn bấm vào đây mình gọi chữ Vot click here to read to wish và các bạn đây mình dịch rồi tiếp tục thì các bạn cũng bấm copy chữ Z tiếp tục nữa các bạn các bạn sao chép nữa này rồi các bạn vô đây nghe nè tóc càng này nó sẽ list sang nào đây cái này chỉ chết của sai của nó thôi các bạn rồi bấm đắp ra đi rồi bạn bấm z nữa các ừ. bạn những con bot này đi lên rồi đi lên mặt trăng không rồi tiếp tục các bạn gọi địa chỉ EC mười giờ đó của mình nha các bạn rồi các bạn sẽ chép địa chỉ nhé các bạn rồi, các bạn gọi là chú ok <laughs> sẽ gọi tiếp tục càng nó kêu mình visit website xem qua website của nó các bạn nhập mã thông báo Rồi, đi Sau khi tay ở đâu ta? Ok, vậy sau khi các bạn đã gỡ địa chỉ ETH là các bạn hoàn thành nha tất cả các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo của mình nha.